Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình 365 ngày chuyển động, được phát sóng mỗi ngày, cập nhật những tin tức nông nghiệp hữu ích trong và ngoài tỉnh. Nếu bỏ lỡ khung thời gian phát sóng này thì quý vị khán giả có thể theo dõi lại trên trang web lamdongtv.vn hoặc kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Và sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Giá hoa Đà Lạt vẫn ở mức cao sau Tết Nguyên Đán. Nhà nông 8X ở phường 5, thành phố Đà Lạt trồng thử nghiệm hoa cúc La Mã. Thay vì nuôi cá thịt thương phẩm, một nông dân ở huyện biên giới tỉnh Bình Phước chọn cá koi để khởi nghiệp làm giàu. Cùng tìm hiểu cách nông dân Cát Tiên đang làm để hướng tới sản xuất hữu cơ trong một nhịp cầu nhà nông. Vì mùa hoa Tết vừa rồi, cơ cấu và chủng loại giống hoa khá đa dạng, người dân chú trọng xuống giống những loại hoa chủ lực, giá bán cao khiến cho nhà nhà đều vô cùng phấn khởi. Và đến thời điểm này thì giá hoa vẫn ở mức cao. Với giá bán cao thì nhiều gia đình trồng hoa ở Lâm Đồng đã trúng từ vài trăm triệu tới hàng tỷ đồng chỉ trong một vụ hoa Tết. Thời điểm này thì các nhà vườn đã phấn khởi sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Đà Lạt. Theo đó, hầu hết các loại hoa trong dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 đều tăng giá mạnh, ít nhất gấp đôi so với Tết năm trước. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tiêu thụ trước và sau Tết vẫn đang rất lớn, khiến các chủ vựa hoa liên tục gọi điện hối thúc các hoa gửi hàng về để tiêu thụ. Hiện nay, mặc dù đã qua Tết nhưng giá các loại hoa của Đà Lạt và các huyện lân cận vẫn giữ ở mức cao. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho nông dân phấn khởi ra đồng, hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Hoa lily bán ra tại vườn ở mức 170 đến 200 ngàn đồng một bó 5 cành, hoa cát tường từ 55 đến 65 ngàn đồng một ký, hoa cúc các loại dao động từ 2.500 đến 3.500 đồng một cành. Theo dự đoán của một số nhà vườn, giá hoa có thể sẽ giữ ở mức cao cho tới qua rằm tháng giêng âm lịch. Không chỉ các nông hộ trồng các loại hoa phổ biến như cúc, lily, cẩm chướng mới đang tập trung chăm sóc vườn, mà chủ nhân của khu vườn hoa nhỏ xinh này cũng vậy. Tuy không phải là hoa bán để cắm và chưng làm cảnh, nhưng hiệu quả kinh tế mà nó mang lại cũng không hề thấp. Vâng ạ, thoạt nhìn ban đầu những bông hoa nhỏ xinh này thì mọi người sẽ nghĩ là chúng là một loài hoa dại được trồng để làm cảnh, nhưng không đơn thuần là như vậy. Đây là vườn hoa cúc La Mã đầu tiên được trồng thử nghiệm tại khu vực Lâm Đồng. Hoa cúc La Mã có tên tiếng Anh là Chamamelum nubi, còn được gọi là hoa cúc Anh, là một trong một số biến thể của cây hoa cúc. Cúc La Mã có chứa dược chất terpenoid và flavonoid ngừa mất ngủ và tốt cho dạ dày. Với đặc tính tốt cho sức khỏe, anh Nguyễn Văn Sáng ở phường 5, thành phố Đà Lạt đã quyết định trồng thử nghiệm loại hoa này. Giống cúc La Mã được anh nhập từ Đức từ năm 2020. Hiện vườn cúc La Mã của anh Sáng đã mở rộng lên diện tích 1 hecta, trong đó một nửa trồng ngoài trời phục vụ khách tham quan, chụp hình và một nửa trồng trong nhà kính. Cúc La Mã thường được sấy khô để làm trà hoặc chiết xuất làm tinh dầu dùng trong chăm sóc sắc đẹp. Tuy mới trồng thử nghiệm, nhưng anh Sáng cho rằng đây là loại hoa tiềm năng nếu khai thác được tối đa lợi ích, dược tính mà nó mang lại. Hiện nay anh Sáng đang tiếp tục ổn định diện tích và phát triển sản xuất sản phẩm trà và tinh dầu từ cúc La Mã. Tạm chia tay với những vườn hoa đầy sắc xuân, chúng ta sẽ đến với huyện Đam Rồng. Vừa qua, Hội đồng OCOP tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn thành chấm điểm đề xuất phân hạng 3 sao, 4 sao và 5 sao đối với 31 sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng đợt 2 năm 2021 của 24 chủ thể trên địa bàn, trong đó có sản phẩm của huyện vùng xa này. Trong danh sách 31 sản phẩm thì có 2 loại trái cây đạt tiêu chí để công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao là quả thanh long của xã Nam Hà, huyện Lâm Hà và quả dứa mật Roman của huyện Đam Rồng. Cây dứa đang trở thành cây trồng tiềm năng ở vùng đất này. Theo đó, hiện Đam Rồng có khoảng 10 hectare dứa được người dân đưa vào trồng tại các xã Roman, Đà Rờ San và Phi Liên. Nhờ hợp khí hậu thổ nhưỡng nên cây dứa phát triển nhanh, ít sâu bệnh, quả to và đều. Bình quân mỗi hectare dứa trồng ở Đam Rồng cho thu hoạch 60 tấn quả. Với giá bán là 8.000 đồng một ký, bình quân một hectare dứa mang lại nguồn thu cho người trồng khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, cao gấp 3 lần so với trồng cà phê. Ngành nông nghiệp huyện Đam Rồng đang nghiên cứu để có hướng hỗ trợ người dân phát triển mở rộng diện tích, cũng như tìm kiếm đầu ra ổn định cho cây dứa. Đây được xem là hướng đi tiềm năng giúp cho nông dân Đam Rồng đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Việc được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh sẽ góp phần ổn định thị trường cho loại trái cây này ở vùng đất khó.
Trên màn hình quý vị đang nhìn thấy ở đây là mô hình nuôi cá koi, một mô hình khởi nghiệp của thanh niên 9X Trần Văn Ngọc ở huyện Bù Đốp của tỉnh Bình Phước. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, ngoài việc đam mê yêu thích phải có kỹ thuật. Thời gian đầu, anh chỉ nuôi vài ký cá giống để tìm hiểu đặc tính của cá, đồng thời dành nhiều thời gian tham quan học hỏi các mô hình nuôi cá koi hiệu quả. Sau khi nắm bắt được quy trình kỹ thuật, năm 2017 là thời điểm phong trào chơi cá koi nở rộ. Mỗi con cá koi có giá lên tới vài trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu đồng. Nhận thấy thời cơ đã đến, tận dụng diện tích ao nhà sẵn có, anh Ngọc đã mở rộng diện tích lên 3 hecta. So với cá truyền thống, nuôi cá koi đòi hỏi người nuôi phải kỹ tính hơn, từ vệ sinh ao hồ, xử lý nguồn nước đến lựa chọn thức ăn, thuốc điều trị bệnh. Ao và hồ nuôi cá koi phải rộng, độ sâu từ 0,8 tới 1,5 mét, nước phải luôn trong, sạch, độ pH giữ ở mức 6 cho đến 8. Rong và tảo không quá nhiều. Đặc biệt, người nuôi phải kiểm soát nguồn nước, không được bị ô nhiễm độc bởi thuốc trừ cỏ hay thuốc bảo vệ thực vật. Mỗi tuần, anh Trần Văn Ngọc đều vệ sinh ao nuôi bằng vôi bột một lần và mỗi ngày cho cá ăn nhiều lần thay vì 1-2 lần cố định. Để có lứa cá đẹp, anh Ngọc lưu ý quan trọng nhất phải là yếu tố tuyển chọn những con cá bố mẹ đẹp. Việc tận dụng lợi thế tìm thấy cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở mỗi vùng đã giúp cho nhiều cây trồng vật nuôi bén rễ ở những nơi tưởng chừng như không thể. Ví dụ như cây chanh không hạt trên vùng đất phèn mặn ở Bến Lức, Long An. Trước đây, nông dân ở vùng đất nhiễm phèn nặng của huyện Bến Lức phải gắn chặt sản xuất của mình với cây mía, bất chấp giá cả bấp bênh hay sâu bệnh đe dọa, chỉ vì không có cây trồng nào có thể thay thế. Tuy nhiên bây giờ, cả một vùng trồng chanh rộng lớn đã được mở rộng hàng ngày trên mảnh đất khô hạn, mưa thì đầy phèn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn cây mía. Là người tiên phong đưa giống chanh không hạt về địa phương trồng trên đất phèn, làm sống lại vùng đất chết. Anh Nguyễn Văn Hiển, giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Chanh Việt, đã biến cả một vùng đất hoang thành một vùng nguyên liệu với hơn 150 hectare chanh, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 1.500 tấn chanh tươi và chế biến. Hiện diện tích chanh không hạt ở xã Thành Lợi, huyện Bến Lức, từ con số 0 đã phát triển lên gần 1.000 hectare và tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cây chanh không hạt đã trở thành một trong số những cây trồng chủ lực của xã, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Chỉ riêng với cây chanh đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân trồng chanh trong toàn tỉnh Long An, với tổng thu nhập khoảng 200 tỷ đồng một năm, đứng đầu trong số tất cả các loại cây ăn trái khác. Để phát triển loại cây này bền vững, người dân địa phương đang tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Còn tại Sóc Trăng, một loại cây nhiều tiềm năng cũng đang mở rộng đường xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tín hiệu vui trong mùa xuân mới dành cho vú sữa tím. Vú sữa tím kế sách của tỉnh Sóc Trăng đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Singapore với số lượng ngày càng tăng. Niên vụ đầu tiên thì có hai doanh nghiệp liên kết tiêu thụ với hơn 31 tấn. Niên vụ 2020-2021, dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng sản lượng tiêu thụ đạt gần 162 tấn. Và năm nay, dự kiến sản lượng sẽ tăng gấp đôi. Năm 2013, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng mới chỉ có 80 hectare vú sữa tím. Đến nay, toàn huyện đã trồng trên 1.800 hectare, với hơn 1.500 hectare đang cho trái, sản lượng hơn 30.000 tấn mỗi năm. Nhiều nhà vườn trồng vú sữa tím tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết tiêu thụ với 5 hợp tác xã. Đến nay, đã có 96 thành viên trong các hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp với diện tích trên 100 hectare và được cấp 19 mã số vùng trồng 114 hectare. Các hợp tác xã trồng vú sữa đều đăng ký nhãn hiệu và tem điện tử để truy xuất nguồn gốc. Dự kiến niên vụ 2021-2022 này, các hợp tác xã liên kết với 6 doanh nghiệp để đưa vú sữa tím Kế Sách vào thị trường Mỹ với sản lượng dự kiến tăng gấp đôi so với năm trước. Trong chuỗi liên kết vú sữa tím đã có 2 sản phẩm OCOP được xếp hạng 4 sao của Hợp tác xã Nông nghiệp Trinh Phú, xã Trinh Phú và Hợp tác xã Quyết Thắng, xã Xuân Hòa. Cùng với thương hiệu lúa gạo Cát Tiên đã được khẳng định, những năm qua việc phát triển nông nghiệp ở huyện Cát Tiên đã được chuyển dịch theo hướng hàng hóa, định hướng phát triển hữu cơ để sản xuất an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Song song đó thì nâng cao giá trị kinh tế cho các nông hộ. Không chỉ là một phong trào, việc định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Cát Tiên dựa trên những điều kiện thuận lợi của địa phương đã và đang được triển khai. Trong đó, chủ thể là người nông dân đã nhập cuộc mạnh mẽ. Trang trại bò 3B của ông Bùi Văn Minh ở xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên được xem là mô hình điểm trong việc chăn nuôi bò thịt cao sản siêu nạc của nhiều nông hộ tại địa phương. Quy trình chăn nuôi được xây dựng quy mô khép kín, thức ăn được chế biến theo quy trình kỹ thuật với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên.
thì lợi nhuận bò đầu tiên là nuôi bò đỏ thì nó cũng không, bò bình thường thì không có đạt lắm, nhưng sao là chuyển qua nuôi bò ba b đây, mà bò bây giờ ba b phát thì lợi nhuận cao hơn. Nếu nuôi ba b này thì một năm nếu thì tầm đây với bò sinh sản thì năm thu nhập cũng được nằm khoảng 300 triệu. Thì cái này ủy ban thì cũng hỗ trợ về ái còn của trung tâm nông nghiệp hỗ trợ. Ngoài mô hình chăn nuôi bò cao sản thì việc sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao được huyện Cát Tiên xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hiện nay, cùng với các hợp tác xã, tổ hợp tác, toàn huyện đã phát triển gần 8.000 hectare lúa chất lượng cao, 350 hectare lúa hữu cơ. Ưu điểm của các mô hình này là thông qua liên kết, bà con nông dân còn được bao tiêu sản phẩm với giá thành ổn định. Về cái giá thành thì bình thường giá thành cái lúa thì như cái năm 4, năm 1 lúa, giá thành lúa thường thì vụ vừa rồi nó có 4 mấy thôi. Mà nhân dân thu hoạch là 72, 75. Đấy thì là từ cái đấy nó chênh lệch như là gần 41 gấp đôi. Thì bà con cũng đang sẽ cố gắng tích cực tiếp tục cuộc vận động để mở thêm. Sang năm thì sẽ đề nghị với các cấp ủy chính quyền tiếp tục mở rộng đồng giống này. Hỗ trợ bà con thứ nhất là vừa phối hết kết hợp với những cái chương trình của thứ nhất là của nhà nước. Hai nữa là như vụ vừa rồi, tới đây thì theo cái chương trình là 10-15 hectare. Khi nhận thức cái sản xuất hữu cơ thì đăng ký lên đến tận gần 20 hectare. Thế nên là hợp tác xã là phải trích cái nguồn vốn riêng của mình, quỹ riêng của mình để hỗ trợ mua giống cho bà con, để giúp bà con có cái lúa giống để sản xuất. Xác định phát triển nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với phát triển các mô hình, trong những năm qua, huyện Cát Tiên còn chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là những loại cây có thế mạnh của địa phương như dâu tằm, sầu riêng, điều, bưởi da xanh. Đẩy mạnh cải tạo vườn tạp và nhân rộng các vườn mẫu nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời giảm diện tích canh tác có thu nhập dưới 50 triệu đồng một hecta. Trước đây thì mình chạy theo là năng suất. Còn bây giờ năng suất ổn định rồi là mình chạy theo là cái đảm bảo cái chất lượng. Chất lượng nông nghiệp sạch. Nông nghiệp sạch thì trong đó là sản xuất theo hướng là nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh cái nông nghiệp sạch thì mình phải phát triển các hợp tác xã tổ hợp tác để là xây dựng các cái chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Thì như thế thì đến nay là huyện đã xây dựng được 17 chuỗi liên kết sản xuất, đến nay đã xây dựng được là 6 sản phẩm được công nhận, và trong đó có sản phẩm ô cốp là đạt 3 sao 4 sao, và hiện nay cũng đang trình hồ sơ 3 sản phẩm nữa là 9 sản phẩm, các cái sản phẩm đặc trưng của huyện. Mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức phía trước, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng việc xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ an toàn và bền vững đang là hướng đi đúng của chính quyền huyện Cát Tiên trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Một nhịp cầu nhà nông vừa rồi đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị khán giả và bà con cũng có thể chia sẻ thông tin mà mình quan tâm với chúng tôi thông qua địa chỉ email 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số điện thoại quen thuộc 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Thúy Vi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào các chương trình sau.